Hello, xin chào Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi cái diễn đàn. Dạ, em chào thầy Duy Nhất. Xin chào các bạn, chào Trung. Chào tất cả bà dạ, con. con chào chú. Là quốc gia nào nó cũng có sự tồn tại của nó, không riêng gì Việt Nam, không riêng gì Hàn Quốc. Thế nhưng tại sao chúng nó lại không đề cập đến, ngay kể cả Mỹ cũng có, nhưng sao nó không đề cập đến? Rất rõ ràng có cái thằng nào mà nó lại dám đề cập đến đâu. Dám thì không phải nó không dám, mà nó đề cập đến thì là vô tình là gì? Chính bản thân chúng nó lại vả vào mặt chúng nó. Đây, trước đây em có nghe một cái chị đấy, cái chị mà Việt kiều Pháp đấy, chị bán hàng online đấy. Chị bảo nó, úi trời ơi, bên Pháp à. Rồi một anh gì đấy, một anh gì bên Đức nó đấy, cũng ở chỗ bên này nó sướng lắm. Đẻ ra là chính phủ nó hết. Thiếu cái gì cái nói là chính phủ người ta mang đến. Ôi trời, sang bên này không làm có ăn đấy. Đấy, sang bên đấy không làm có ăn thì sang đi. Ôi trời ơi, sang không làm có ăn mà 4-7 năm nay rồi. Những cái thành phần đi sinh sau đẻ muộn thì cũng mười mấy 20 năm rồi. Thế sao rồi không ở bên đấy mà sung mà sướng. Để cứ thích về Việt Nam như anh Ngạn làm cái gì? Anh Ngạn bây giờ anh cứ bảo nó, tôi bây giờ là tôi không quan tâm đến chính trị nữa rồi. Tôi chỉ mong đưa về phục vụ bà con thôi. Chán rồi. Giống như anh Chế Linh đấy, chị Khánh Ly đấy. Một băng cả một băng ấy, cùng một lò đào tạo ra đấy. Thề con cộng sản tôi không về đấy. Thế bây giờ lại bảo tôi về tôi phục vụ bà con, rồi tôi về tôi biểu diễn tri ân. Thế biểu diễn có bán vé không? Phục vụ bà con có bán vé không? Nếu phục vụ bà con thì lên livestream mà livestream mà phục vụ thì làm gì mà cần phải phải về Việt Nam làm cái gì? Toàn là những cái thành phần này. Chúng thấy không? Tức là chúng mọi người mở miệng ra là mình thấy thành phần của họ như thế nào. Ví dụ thà họ nói như vậy nè, chúng ta nghe chúng ta chấp nhận được. Việt Nam mà còn ông Thượng Chí Nhất á, mà cái ông chuyên gia trọt á, thì tôi sẽ không về. Thì mình còn nghe được. Đằng này đúng không? Đằng này không có hẹn với thiệt đúng không? Thí dụ như ông Ngạn đi không, hay Khánh Ly đấy, mà ở Việt Nam có cái ông Thượng Sĩ Nhất, ông chọn ghê quá, chừng nào mà không còn ổng nữa thì tôi về, chứ còn về tôi về ông chọn tôi chịu ông nổi đó, thì mình nghe mình còn chấp nhận được. Không biết nó chọn tao không, mày chọn tao á. Không, cái này em chỉ ví dụ thôi đúng không, tại vì đúng không, mà anh thấy hợp lý không? Thà đúng, nói vậy đi thì không, thì mọi người nghe nó còn chấp nhận được đúng chưa? Còn nói chuyện tàu lao nhân tiện ở đây là Trung, cái vấn đề của Trung chia sẻ đó thì anh rất đồng tình. Vấn đề là tại sao ở đây á, thực ra là chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận với nhau thế này nè. Rất nhiều người dân trong đó, kể cả có thể có vài anh em chúng ta trong đây nữa, cũng rất còn mơ hồ về cái khái niệm gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là sự thật, rất còn mơ hồ, tức là mình còn cái gì đó mình mông lung đó, mình chưa nắm rõ đúng không ạ? Nhưng mà qua những cái biến động á, qua có những biến động trên thế giới hoặc là những cái sự cố nho nhỏ ở trong đất nước chúng ta, thì chúng ta mới thấy được, chúng ta mới nhìn ra được, à thì ra nếu mà ở Việt Nam chúng ta đó không có cái vấn đề gọi là định hướng xã hội á, thì sẽ ra sao trong những cái lần mà gọi là nó có biến cố như vậy, biến cố nhỏ như vậy đúng không? Điển hình như cái vụ xăng đi, xăng vừa rồi đó. Rất đồng tình với chung với mọi người là thế nào, chúng ta có hình dung xem nếu bây giờ cứ thả mặt cho tư nhân đúng không ạ? Mấy ông bảo là ok, hôm nay xăng trên thế giới giá dầu nó nhiều, có lời nhập về bán, và cảm thấy tình hình là thế giới ví dụ như là có thông báo là cái khối OPEC gì đó họ cắt giảm sản lượng đúng không, thì họ sẽ nhắm được tình hình là xăng sẽ lên giá thì họ sẽ không bán nữa. Thì cuối cùng mọi người hình dung xem cái thiệt thòi có phải là người dân lãnh đủ không, đúng không? Cho nên thì qua đó thì mặc dù là nó hơi rắc rối một tí, nhưng mà nơi xáo trộn một tí, nhưng mà qua đó thì với cá nhân của mình nha, mình nhìn thấy cái định hướng xã hội chủ nghĩa là đúng đắn. Bởi vì sao? Bởi vì nó liên quan tới cái khẩu hiệu nhà nước do dân và vì dân, đúng không? Có nghĩa rằng á, thì khi chính phủ chính quyền họ có quan tâm, họ có lo lắng cho người dân á, thì họ mới có những cái chính sách như vậy để làm gì?
khi có cái điều gì bất lợi cho người dân thì họ sẽ có những động thái can thiệp ngay để tránh cái sự xáo trộn và thiệt thòi đến cho người dân, đúng không ạ? Rồi kể cả trong cái đoạn clip trong mà nãy thưa quan đưa lên, mọi người thấy không, có một đoạn mà trong đó họ nói nghe rất là, nó ngắn gọn thôi nhưng mà nó hầu như nó bao hàm nó nhiều cái thấy rất là hay. Đó là gì? Ở có những quốc gia gọi là tam quyền phân lập á, thủ tướng có thể ở tù nhưng các ông chủ tập đoàn thì không. Họ dẫn chứng cụ thể luôn cái trường hợp của thái tử Samsung, mọi người thấy không? Mọi người có xem, mọi người thấy rõ đúng không? Thì chúng ta thấy rất là rõ. Thì qua những câu chuyện như vậy thì mong mọi người sẽ có những thêm góc nhìn cho riêng mình nữa, đúng không ạ? À, và tiếp theo thì xin mời anh Thụy Nhất có muốn chia sẻ. Muốn đã bất công muốn đọc cái lắm, nghe nãy giờ nó nói so sánh giữa Việt Nam với Hàn Quốc là tôi hầm hán nó dữ lắm rồi đó. Giờ bắt đầu tôi chọc, bây giờ tôi chọc nó nè. Dạ. Thì trước hết nói về Hàn Quốc á, thì mình khai quát sơ bộ về Hàn Quốc ha. Đó là vấn đề thứ nhất. Yeah. Vấn đề thứ hai là nói tới cái đám sọc. Mà nói đám sọc là nói đến cái chủ nghĩa dân túy. Rồi tôi sẽ tiếp ý với Thư Quang. Lát Thư Quang nhắc mình tôi nha, nếu tôi có quên. Là nhắc Thư Quang là nói cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì bây giờ tôi nói, tôi sẽ khai quát về vấn đề Hàn Quốc. Thì ai cũng biết á, là Triều Tiên nó chia cái đất nước Cao Ly nó chia làm hai phần, là phần phía Bắc á, là Triều Tiên, phần phía Nam á, là Đại Hàn Dân Quốc, đúng tên nó là Đại Hàn Dân Quốc. Diện tích của nó thì chỉ có chưa tới 101.000 km vuông, dân số thì tính tới năm 2021 thì dân của nó chỉ khoảng 51.300 lẻ mấy người đó. Thì còn cái GDP của nó đó, bình quân đó là 2.500.000 2.500 tỷ Mỹ Kim đó. Thì mà dân số cái đó là còn tiếp nữa về địa lý đó, thì đất nước của nó là 70% là rừng núi, ba nằm ở phía đông, 30% là đất bằng chứ không phải là đồng bằng nhé. Nó chỉ là cái phần đất bằng nó nằm ở phía tây, là giáp với cái biển Hoàng Hải đó, giáp biển Hoàng Hải. Vì nó dân số nó chỉ có 30, ý cái diện tích đất bằng chỉ có 30%. Vì vậy cho nên thằng Hàn Quốc mà không phát triển công nghiệp thì nó không thể nào nó sống nổi, buộc lòng nó phải phát triển, đầu tư phát triển công nghiệp thôi. Mà chúng ta biết nguyên nhân gì sao mà nó phải đầu tư phát triển công nghiệp thì mọi người cũng biết là cái cuộc nội chiến của nó, thật ra không phải nội chiến, nó gần như là một cuộc chiến tranh thế giới. Năm 1951 tới năm 1953 thì như có 2 năm thì phải, nếu tôi nhớ không lầm, thì mới có mới chia hai miền, mới chính thức là tạm đình chiến thôi. Thì đất nước nó tàn phá khủng khiếp lắm, ai cũng biết mà. Nếu mà anh em nào tham gia diễn đàn, đất nước nó tàn phá khủng khiếp, dân chúng đói khổ kinh hồn luôn. Đó, cho nên là cái đến thời Bắc Trung Hy thì mới đưa quân qua bên Việt Nam đi đánh thuê. Thì nãy giờ Trung có nói qua đó, tôi cho nó khái quát sơ bộ lại thôi. Thì đất nước của Hàn Quốc sở dĩ bắt buộc phải công nghiệp hóa là do cái tình hình chiến tranh và cái địa chính trị của nó. Nó buộc lòng nó phải làm vậy thôi. Nó phải mà nó bằng mọi giá, là như hồi nãy Trung có nói là đi cho lính qua Việt Nam đánh thuê, rồi cho phụ nữ đi làm gái. Đó, thì cái điều này chúng ta thấy nó là một nỗi ô nhục chứ không có gì là hay ho lắm đâu. Thì qua đây thì có cái bộ phim gì nói là một lính Hàn Quốc đánh hai bắn anh giết 20 người Việt Nam, và có thể là giết thậm chí giết cả 100 người lính Việt Nam. Đó, người bộ đội Việt Nam, thì cái điều này nó chẳng qua nó bố láo thôi, nó phét thôi, chứ còn cái sư đoàn Đồng Xanh mảnh hổ gì của nó bị bộ đội mình của mấy cái sư đoàn của Tây Nguyên đánh cho tan tác đến nỗi mà nó viết thư, nó xin tha, nó án binh bất động, nó không quậy quạng nữa, nó để thấy rằng đúng là bốc phét thôi, chứ thật ra thực lực của nó chả là cái gì. Mà trong cái đám quân của nó đó, trong cái đám quân mà nó đem qua đây nó đánh thuê bên Việt Nam mình á, thì
hầu hết là những cái bọn du hỉ du thực là du côn đá cá lăng dưa tội phạm, rồi những thằng tử tội giống như một cái thằng lính Lê Dương đó, để thoát khỏi tội chết thì phải đi lính để qua Việt Nam đánh giặc, cho nên là cái bản tính hung ác của cái đám này nó trở thành cái bản chất rồi. Cho nên qua Việt Nam mình là nó giết để nó thỏa mãn cái thú tính của nó, cái sự khát máu của nó. Nó qua nó bắn giết, không tìm được gì cộng thì bắn dân thôi. Đó thì đó là để chứng tỏ rằng cái sự bất lực của nó, đánh Việt Cộng đâu có được đâu, cho nên phải bắn dân như vậy. Cho nên Việt Cộng mới tổ chức đánh lại, tan tác hết, xẻ thịt đồng xanh, xẻ thay mảnh hổ, phanh thay mảnh hổ. Nói cái điều đó thì các bạn ở trên diễn đàn này mà nếu mà có đọc qua về cái cuộc mà xâm lược, coi như là tiếp tay Mỹ xâm lược Việt Nam, nó không phải đồng minh gì, nó là xâm lược, mình luôn đánh mình là xâm lược, tôi gọi là xâm lược, thì thấy là nó có làm ăn được gì đâu, chủ yếu là giết dân. Thì nói sơ qua về Hàn Quốc nó là như vậy, nãy giờ Trung có nói nhiều tôi không nói, bây giờ tôi nói tới cái đám Ba Sọc mà nó đem nó so sánh nó, thì chúng ta thấy á, như Trung nãy giờ có nói nhiều rồi, là nó để nó mạnh nó khỏe, mà tại sao nó để cho Mỹ là đóng quân ở đó để bảo vệ cho nó mạnh mà tại sao nó không thống nhất được đất nước của nó, mà mỗi lần ở Hàn Quốc đó, như cái đợt vừa rồi nó tập trận phải không, à mày tập trận được, tao bắn một trái, tao bắn thử một trái tên lửa, à mày diễn tập nữa tao bắn hai trái, là cái đám mà Hàn Quốc là đái ra quần, đái cả lít luôn, sợ xanh hóa mặt, đúng không? Mỗi lần mà tụi mà Triều Tiên mà nó thử tên lửa là ở dưới này là xanh giấy hết, bà mẹ bố láo, nếu nó giỏi á. Còn tôi trở lại xin quên quên cái này nè, nếu nói về GDP bình quân thì bây giờ chúng ta hãy so sánh, hãy tính nè nha, đất nước Hàn Quốc là một đất nước công nghiệp, mà trong đất nước công nghiệp thì hầu hết là những tập đoàn kinh tế lớn. Thậm chí bây giờ là cái ông Lý Tường Tuấn là hậu vệ đời thứ 36 của hoàng tử Lý Long Tường là cũng về đây mở một cái chi nhánh của thằng Golden Pride, đó là tại Việt Nam. Đó thì các bạn thấy là tất cả là hầu như là những cái tập đoàn kinh tế lớn của nó, mà nó là những nhà tài phiệt, hầu hết là những nhà tài phiệt. Thì cái thu nhập của nó, thu nhập của dân của nó là nhờ vào những nhà tài phiệt. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta chia ra đó, hai ngàn năm trăm tỷ Mỹ Kim mà chia ra cho 51 triệu người, 52 triệu người, năm nay có lẽ là 52 triệu người đó, thì bây giờ chia cho 52 triệu người thì chúng ta thấy bình quân bao nhiêu, mà trong khi đất nước Hàn Quốc về cái vấn đề an sinh xã hội của nó, dân cái người dân, cái sự phân chia giàu nghèo, sự phân hóa giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn thì rất là sâu sắc. Nó không phải như Việt Nam mình đâu, nó không phải như Việt Nam mình, cái sự phân chia sâu sắc thì nó không có lớn đó. Nhưng mà đối với Hàn Quốc và những nước tư bản, đặc biệt là những nước tư bản, thì không cần nói, nãy giờ các bạn nghe cái clip đó các bạn biết rồi, đó là nó phân chia cái sự phân hóa giai cấp của nó rất là lớn. Vì vậy cho nên là tính bình quân đầu người thì nó nhiều đó, nhưng mà thật nó kinh tế của nó đứng thứ 14 thế giới mà, đó nó nằm trong G20 đó. Tôi đọc cái G, tôi đọc tiếng Pháp đó. Xin lỗi nha, nó thì mình thấy rõ ràng là nếu mà đem chia bình quân đầu người nó vậy, nhưng mà thật ra thì cái người mà lao động á, người lao động hoặc là cái người dân nông thôn á, thì cái GDP bình quân chia ra nó là như vậy, nhưng mà thật ra có được bao nhiêu. Chẳng hạn như giờ tôi nói với các bạn ở Việt Nam mình đó nha, nói là 3.500 Mỹ Kim đồng năm là GDP bình quân chia ra cho người dân đó, thì nó là vậy. Nhưng mà thật ra đó thì tôi nói với các ông bán vé số hôm trước, tôi một lần tôi nói rồi, một người bán vé số một ngày 200.000 thì một tháng ấy, một năm người ta cũng được là 3.500 đô rồi, một ông bán vé số thôi, có khi hơn nữa đó. Nếu tôi tính bình quân, nếu một ngày thu nhập vô 200.000 đó, mình so sánh giữa Việt Nam mình với người dân của Hàn Quốc, thì chúng ta thấy là cái mức độ mà những cái tình lớp lao động nghèo đó, hai phần hai. Lát nữa tôi sẽ phân tích kỹ cái này, tôi nói thêm chứ không dám phân tích kỹ về cái vụ mà định hướng kinh tế, định hướng xã hội chủ nghĩa.
qua cái vụ xăng dầu này kia nọ của Thu Quang nói. Cái này tôi tôi lâu quá à, tôi không nhớ, nhưng tôi nhớ tới đâu tôi nói tới đó. Rồi bây giờ nói lại cái đám Ba Sập, tại sao tôi gọi nó là chủ nghĩa dân túy, cái đám mà thực hiện theo chủ nghĩa dân túy, thì các bạn không biết là gì, dân túy mình nó hiểu nôm na thế này này, hứa và chối nha, dân túy hứa và chối. Ví dụ như à, mày làm cái đó đi nữa, ví dụ như bây giờ cái thằng Đào Minh Quân nha, mình đem cái thằng Đào Minh Quân ra mình nói Đào Minh Quân thì cái gì cũng hứa, hứa rồi phong là tỉnh trưởng, hư danh không, hoàn toàn là hư danh, tỉnh trưởng, quận trưởng, rồi tướng lĩnh thế này thế nọ, rồi những người nghe theo bắt đầu bên đây quậy quạng, bị công an Việt Nam mình bắt rồi cho vô khám đó. Rồi cái đó là hứa là phong, nhưng mà thật ra hư danh chứ đâu có gì đâu. Rồi chủ nghĩa dân tiến nó hứa đó, giống như bên Mỹ hay bên Hàn Quốc, tất cả đều hứa. Thằng nào mà lên đăng ký tổng cái gì tranh cử tổng thống, hay là tranh cử nghị viên, hay là tranh cử thống đốc, hay là tỉnh trưởng gì đó thì hứa, hứa, hứa đã đời, hứa đã đời. Rồi cái xong cái bắt đầu của xong cái giọng tiếng lại cho ta. Alo, giọng ở đâu anh? Giọng tiếng của anh đó hả? Bên anh nó giọng tiếng lại. Có chừng dạ, đúng rồi đó, nó có vòng tiếng. Không, em nghe em bên thấy vòng tiếng. Có chứ kỳ à? Không hiểu đó, nãy giờ không có. Chắc có khi nó mở hai máy á? Không không, một máy à. Chắc có lẽ là tại vì chú ngồi giọng ngồi dai cái vô trong máy dắt á. Ngồi dai máy dắt. Đúng rồi. Đó, hồi nãy nói thanh nó dội ra rồi đúng không? Đó, thì bây giờ chúng ta mà. Chúng ta cái nghị hiểu nôm na này nè. Chúng ta cái hiểu nôm na là dân túy, là hứa và chối. Nha, tao hứa mày đó. Rồi cái mày bầu tao lên xong chưa đàng hoàng, cái dân người ta đòi quyền lợi của người ta, bị hồi trước anh hứa tôi mà, đòi những cái gì mà anh đã hứa, các bạn chối nó, giờ tao làm không được rồi mày làm gì tao, tao lên đây lên cầm quyền rồi đó, mày làm gì tao. Đó, rồi thách. Ha, hứa, chối và thách. Đó là chủ nghĩa dân túy. Các bạn có hiểu nôm na nó là vậy á. Chứ đừng có nói dân túy định nghĩa thế nào là dân túy thế kia, dân túy mệt mỏi lắm. Tôi giờ tôi nên anh bắt đầu tôi học theo ông Cầm rồi đó, nói kiểu bình dân học vụ đi cho nó chắc ăn. Nó thì cho nên chính vì cái chủ nghĩa dân túy của nó đó, nó mới đem, nó mới so sánh, rồi nó đòi hỏi là người dân đất nước Việt Nam mình phải là đa nguyên đa đảng, phải thế này, phải học theo thằng kia, phải học theo thằng nọ. Nhưng mà nó đâu có biết rằng cái hoàn cảnh lịch sử, địa lý, kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là văn hóa của Việt Nam, nó không giống những quốc gia khác, làm sao giống được. Tất cả mọi cái đều khác nhau hết. Thậm chí cả cái nước mà gần như mình nhất là thằng Campuchia và thằng Lào cũng đều không giống. Bởi vì đặc tính dân tộc, mỗi một dân tộc nó mỗi khác, nó không nào giống nào hết. Việt Nam mình á, là đợi ăn cơm, là đợi phải đủ nhà. Nếu mà con cha cái có ở nhà, trừ trường hợp có công việc đột xuất thì không ăn, thì không ăn cùng bữa cơm với gia đình. Còn không thì tất cả những người ở nhà đều ăn cơm cùng, vô ăn cơm cùng, có miếng chia miếng, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều. Đó là cái đặc tính của dân tộc Việt Nam, là văn hóa của gia đình, đó là truyền thống rồi, đã thành truyền thống rồi. Nó đâu có giống người ta. Nhưng còn Việt Nam đặc biệt là lên ở ngoài Bắc là mời cha mời mẹ trước, còn ở trong Nam mời ông bà cha mẹ trước, còn trong Nam hoặc ngoài Trung là đợi cho ông bà ăn cái miếng ngon trước, con cái mới dám ăn sau, mới gấp trưa, mới gấp sau. Đúng không? Tôi nói là cái văn hóa, đặc tính của văn hóa Việt Nam mình là vậy. Các bạn đồng ý tôi điều đó, điểm đó không? Dạ. Rồi thằng Campuchia thì nó lại khác. Mình thì ăn đũa, ăn muỗng, ăn chén, còn Campuchia đó với nó chơi đũa bóc không à, nó chơi đũa Ấn Độ không à, nó chơi thời nguyên thủy thôi. Nó ăn uống theo kiểu nguyên thủy thì đó là đặc tính văn hóa của mỗi một quốc gia. Vì vậy cho nên chúng ta không thể nào giống như thằng Hàn Quốc được. Đó, thằng Hàn Quốc thì nó có điều kiện hơn, thằng Mỹ bơm tiền vô, còn mình bị cấm vận 20 năm, chết mẹ luôn, đói lên đói xuống ăn bo bo. Bộ đội mà bộ đội mà các bạn cũng biết là phải ăn bo bo thì các bạn nghĩ sao? Bộ đội mà có phải bo bo mà đánh giặc, bơm xuống đánh giặc. Thì như vậy thì làm sao mà so sánh được giữa mình và Hàn Quốc? Nhưng mà nếu nói về Hàn Quốc á, nó có gan lì như Việt Nam không? Nó có dám giải phóng miền Bắc như Việt Nam mà giải phóng miền Nam không? Nó hãy xem cái đặc tính của hai quốc gia đi, của hai dân tộc đi. Rồi hãy nói. Cho nên là cái đám này là cái đám theo chủ nghĩa dân túy, nó cứ hứa, nó nói thế này, nó nói thế nọ, nó cứ hô hào cho dân trong nước phải làm thế này, phải làm thế nọ. Rồi bây giờ hỏi nè, nó nói là đa nguyên đa đảng. Tôi hỏi ngoài trừ những người mà thành đạt á, nhưng mà cái tướng Lương Xuân Diệp
lên tới thiếu tướng hay trung tướng gì đó, rồi nói ba cậu bậy bạ, bắt đầu để cho mày về luôn, cho mày về hưu luôn trước tuổi đó. Được mấy người thành đạt, được mấy thằng làm nghị viên, mấy thằng làm thống đốc, bây giờ tôi nói cỡ chừng thị trưởng đi, được mấy người làm thị trưởng, đừng nói thống đốc cho không có rồi. Có thằng nào vô làm được thượng nghị sĩ mà được chừng đếm hết cái đầu ngón tay không, hay là chỉ có vài ba người làm thượng nghị sĩ? Không, thượng nghị sĩ là tôi đếm rồi, không có. Hạ nghị viện cũng chưa có nữa. Nghị viên thì có, tôi đã kiểm tra lại rồi, tôi nhớ lại rồi, không có. Mà trong khi người Tàu thì họ đã lên làm thượng nghị sĩ, họ đã làm thượng nghị sĩ rồi. Người Tàu bên đó, người Tàu bên Mỹ họ làm người thượng nghị sĩ đó. Mà chính cái thằng Tàu nghị viên người Tàu ở cái thành phố gì đó, ở cái bang California đó, người ta cái bà nữ nha, là người ta Westminster. Đúng rồi, ở Westminster, đúng rồi, xin lỗi tôi quên, là người ta xin cái thống đốc bang California cho được ăn cái Tết cổ truyền, rồi Việt Nam mình ăn ké cái Tết cổ truyền, đúng không? Rồi quên quan la thế này thế nọ đó, mà trong khi đó chỉ là cái bang California thôi, trong khi cái ông thống đốc, cái ông mà thượng nghị sĩ người Tàu là mới xin đề thượng nghị sĩ người Tàu của cái bang gì đó tôi quên mất mẹ cái tên tiếng Anh khó nhớ quá, làm thượng nghị sĩ người ta mới xin tổng thống Mỹ, là bây giờ mới xin phép thôi là coi như cho tất cả những người dân Việt, những người dân châu Á đó, những người dân châu Á mà có ăn Tết âm lịch được nghỉ một ngày vào cái ngày mùng 1 Tết âm lịch á, vào ngày 1 Tết âm lịch là cho toàn nước Mỹ, nhưng mà chưa được chấp thuận, chỉ mới đề nghị thôi. Thì chúng ta thấy rằng là nó ăn ké cái Tết âm lịch của người Tàu sinh, mà nó lại quên quan, nó hả hê, nó cho đó là một cái thành công lớn của cái đám ba sọc bên đó. Bà mẹ nó cái gì nó cũng ăn, nó cái gì nó cũng đi theo đuôi người ta, không ăn ké hết, ăn trực đã rồi giờ tới ăn ké, nó ăn nhờ ở đậu, ăn trực đã rồi giờ tới ăn ké đó. Mà nó đem lên nó so sánh giữa Việt Nam với Hàn Quốc, trong khi Việt Nam á, là mỗi một cái Tết cái nhà nước cho nghỉ có khi là 8 ngày 9 ngày, đi hình năm nay là hình như là 9 ngày nè, cái năm tới nè, năm 2022 hình như nghe nói là cho nghỉ 9 ngày, sướng không? Nó bển được nghỉ ngày nào không? Rồi nó bản thân tụi nó bây giờ có thằng nào trong cái đám mà ba sọc đó, mấy cái thằng mà nó chỏ mỏ về đây nó chửi á, nó để cho tôi chọt nó đó, tôi chọt lại nó, có thằng nào thành đạt chưa? Hay là một số phần đông là phải ăn que the, hay là homeless, hay là đầu đường xó chợ, hay là đi chửi thuê, hay là đấu tranh kiếm cơm, chống cộng kiếm cơm, còn là một cái đám du hỉ du thực. Mà bây giờ nó đang có so sánh giữa Việt Nam với Hàn Quốc là so sánh cao đó. Chung quy lại đó là cái đám theo chủ nghĩa dân túy của tư bản. Đó, tôi kết luận vậy. Xong là cái phần mà hồi nãy như mà ví dụ xăng dầu giá cả do chiến tranh giữa thằng Ukraine với thằng Nga, thì mình thấy một cái điều vậy nè. Ví dụ mà nãy giờ Thư Quang nói rồi đó, thì cái định hướng xã hội chủ nghĩa, thật ra mà nói đây là cái định hướng xã hội chủ nghĩa, nó chỉ là một cái mô hình kinh tế mà do chúng ta hình dung qua cái học thuyết của Marx và Lenin trong cái bộ tư bản và trong cái bộ tư bản luận và trong cái bộ mà Lenin toàn tập. Thì tôi coi không hết, tôi coi cái nào cần tôi mới coi thôi, hồi xưa chứ bây giờ bởi lâu quá tôi không nhớ cái đó, tôi nói thật cái nào cần tôi mới coi. Thì nói một cái điều là chúng ta khẳng định lại xã hội chủ nghĩa, định hướng xã hội chủ nghĩa, thì cái xã hội chủ nghĩa chúng ta theo cái học thuyết của Marx và của Lenin ấy, thì đây theo như cái điều kiện hoàn cảnh thực tế của đất nước Việt Nam mình, của kinh tế và văn hóa của đất nước Việt Nam mình đó, thì cho nên chúng ta sai, có nhiều cái chúng ta sai nhiều lắm đó, mình phải sửa, mà sai thì mình sửa cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh thực tế của đất nước của mình, để nó kinh tế nó được phát triển như ngày hôm nay. Thì xã hội chủ nghĩa ai cũng biết rằng công bằng, văn minh, cơm no áo ấm, ăn sang mặc đẹp, rồi bây giờ ăn sang mặc thời trang đó. Bây giờ chúng ta có ăn sang mặc thời trang không? Có không? Từ cái chỗ
mà le lét lanh lẳng rồi le lét rồi bây giờ đó, quần nó xé ra cho rách chơi thời trang đó. À, quần xin đó nó xé ra cho ra rách chơi đó, thì có phải thời trang không? Mà bây giờ tụi nó có về đeo đeo mà nó thấy nó cũng đem về nó nói, thì cái định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta là làm sao cho dân giàu nước mạnh, công bằng văn minh, nó ăn sang mặt thời trang. Theo tôi thì bây giờ nó ăn sang mặt thời trang, sai thì sửa làm sao cho nó phù hợp với tình hình thực tế của đất nước. Đó, định hướng xã hội chủ nghĩa nói Việt Nam là vậy. Đừng nói rằng là nhà nước độc quyền quản lý thế này thế nọ, không có quản lý nha, không có độc quyền nha. Đó, ví dụ như tôi nói điện lực nè, đó như Ukraine, so sánh giữa Ukraine với một số quốc gia châu Âu bây giờ đi mua điện của Ukraine vì nó sáng cho mấy cái tên lửa, cái giờ điện nó không đủ cấp cho châu Âu, cho té té đái cả lít luôn đó, cả một cái châu Âu là cả thùng phi luôn chứ không phải là một lít đâu đó. Thì các bạn thấy là bây giờ nếu như mà nhà nước không quản lý độc quyền ấy, thì bây giờ điện muốn lên tăng giảm như xăng vừa rồi nè, nó như giá xăng vừa rồi, trong khi người ta bên kia vất vả chết lên chết xuống, Việt Nam mình vẫn bình ổn giá và giảm xuống từ từ. Quý lý do tại sao vậy là gì? Xăng nó là một cái loại hàng quá đặc biệt cho nên là phải có cái thuế tiêu thụ đặc biệt, mà nhà nước bây giờ của mình bây giờ không tiêu thụ, không thu cái hàng quá, không thu cái thuế tiêu thụ đặc biệt nữa, thì rõ ràng cái thuế tiêu thụ đặc biệt có khi nó lên tới 300%, chẳng hạn như xe hơi là cái hàng xuất phẩm đó, nhà nước thu thuế tiêu thụ đặc biệt có khi nó lên tới 300%, thì bây giờ thuế tiêu thụ đặc biệt của thằng xăng đi nó là 3 lần. Ê, xin lỗi, đó là 0.5%, hoặc là 50% hay là 1%, ví dụ vậy, thuế tiêu thụ đặc biệt. Bởi vì cái loại đó là nó không còn tồn tại, mà sử dụng qua rồi là mất. Nói vì vậy là người ta thuế tiêu thụ đặc biệt không bằng những mấy loại hàng xuất phẩm khác. Nhà nước miễn là không có thu thuế tiêu thụ đặc biệt trong xăng, và thuế này thuế nọ trong cái xăng quy định để xăng đã giảm về mức là trên dưới 20.000, thì thấy là gì, nó là nếu không độc quyền thì làm sao, nếu không độc quyền thì làm sao mà giá xăng được bình ổn như vậy, rồi đem cái quỹ bình ổn ra để bù đắp vô nữa, có lẽ chắc nay mình bù đắp vô nay cũng hết sức quá rồi đó. Đó, vừa rồi tôi mới nhận qua, tôi nghe thông báo là nhập cho 100.000 mét khối xăng cho thành phố Hồ Chí Minh, mà trong đó xăng nhập là 80%, cái 80%, còn xăng mà của mình mà lọc đó, xăng mình lọc là 20% của 100.000 mét khối. Đó thì thấy rồi, nếu nhà nước mình mà không độc quyền, không mà có can thiệp của nhà nước, xã hội chủ nghĩa là phải có sự can thiệp định hướng chứ, nó là như vậy đó. Chứ còn nói mà nó để cho tự phát triển mấy tài phiệt cho nó đầu cơ, nó tích trữ, nó nâng giá chết luôn, đúng không? Được. Người dân khổ liền. Nói rồi, tôi nói ba cái phần đó là tôi nói đơn giản sơ sơ vậy thôi. Tôi xin nhường lại lời lại cho các bạn. Xin chào. Cho ở lại không? Đủ xuống. Cho biểu thang. Dạ anh ngồi nha, cũng anh ở lại đi, cũng rất cần anh ở lại. Như thiếu anh thì cũng hơi buồn, thiếu anh hơi buồn. Không có ai chọn đúng không? Không, có anh Ba Nam dưới kìa. Ba Nam nó chọn. Rồi, các bạn nói tiếp.